Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay tay lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Trong cho tờ 1086 trước đó, khi hội nghị Lepele kết thúc cũng là lúc các hoàng tộc trở về vương quốc của mình. Igaram, Peo và Chaka vội vã đi tìm công chúa Vivi đang mất tích mà không biết cô đã lẻn lên tàu của vương quốc Aegis, đi cùng Vivi còn có Wapol. Hắn bí mật liên lạc với lều báo Morgan tìm kiếm sự giúp đỡ để đổi lấy bí mật tại Maringoys. Morgan đồng ý tới đón Wapol dưới vỏ bọc một buổi phỏng vấn. Trong khi đó, Bonnet đang đi nhờ tàu chở hoàng tộc vương quốc Tanzine tới Egghead, còn Sabo thì dưỡng thương dưới đáy tàu của vương quốc Lulusia, nơi đã được quân cách mạng kiểm soát khi vua Seki và công chúa Kumane đi vắng. Cũng trong chapter này, chúng ta biết được tên của ngũ lão tinh lần lượt là Chiến thần bảo hộ khoa học, Thánh Zagasa Saturn, Chiến thần môi trường, Thánh Makosma, Chiến thần tư pháp, Thánh Topman Wankuri, Chiến thần tài chính, Thánh Ethabaron Venus Nasuzero, và cuối cùng là chiến thần nông nghiệp, Thánh Cepheo Jupiter. Ngoài ra, thứ vũ khí hủy diệt vương quốc Lulusia cũng đã được tiết lộ, nó có tên gọi là Mother Flame, một thứ do tiến sĩ Vegapunk chế tạo. Ngày mà nó được thử nghiệm thành công cũng là lúc ông ta hết giá trị lợi dụng, vấn đề Egghead sẽ được giải quyết. Rất may, lúc đó Sabo đã ra khơi cùng một số người dân đi theo quân cách mạng, anh thiết lập một cuộc gọi gián tiếp do không có Denden Mushi trắng, điều đó khiến chính phủ tin rằng Sabo đã chết. Bọn chúng không biết anh vẫn sống khỏe và đang thảo luận cùng Monkey Dragon và Ivankov ở Kamabaka. Tại đây, ta biết đến cái tên Nerona Imu, một trong 20 người sáng lập ra chính quyền thế giới, tiết lộ về khả năng Imu bất tử nhờ sức mạnh tối thượng của trái OPOP. Cuối chương 1086, thủ lĩnh tối cao của Thánh Hiệp sĩ Falkland Garling xuất hiện trong buổi hành quyết Thánh Josgard, và sau một tháng Oda nghỉ phẫu thuật, ngài sẽ mang đến cho chúng ta những diễn biến hấp dẫn gì đây? Thì xin mời anh em tới với video phân tích One Piece cho tâm 1087 mới nhất mang tựa đề Bao cát chiến hạm. Chương 1087 bắt đầu tại vị trí điểm G của hải quân mang tên chi nhánh G1 do Phó Đô đốc Brand New phụ trách. Brand New đang dẫn hai thuộc cấp là Zango và Full Body đi tham quan bãi tàu phế liệu. Họ đang thắc mắc về hai chiếc tàu chiến móp méo và được Brand New giải thích đây là bao chiến hạm. Zango và Full Body vô cùng kinh ngạc, hỏi lại ai đã làm việc đó. Họ nhận được câu trả lời là Phó Đô đốc Gap. Thời trẻ ông ấy đã luyện tập theo cách đó. Cụ xe ôm công nghệ tập đấm hàng ngày bằng chiếc chiến hạm làm từ thép, thậm chí ông ấy còn duy trì thói quen đó tới tận bây giờ. Mình tin không riêng gì Zango hay Fumori đâu, mà tất cả những ai đọc chapter 1087 đều phải kinh ngạc thốt lên như vậy. Có thể nói Gap nghiêm khắc đối với bản thân số 2 thì không ai dám nhận làm chủ nhật. Ông có thể buộc cháu nội vào khinh khí cầu rồi thả bay lên trời, ném Luffy xuống vực sâu không đáy, hay bỏ mặc cậu trong rừng đầy dã thú để luyện khả năng sinh tồn. Cùng ở độ tuổi 78, vô bóng tối Silver Rayleigh đã quy ẩn giang hồ từ lâu, hàng ngày uống rượu đánh bạc rồi bán thân trả nợ, sống an nhàn bên người vợ Shaki, thì Gap vẫn hàng ngày làm bạn với đôi bàn tay thô ráp. Điều đó giải thích cho sức mạnh khủng khiếp ở tuổi xế chiều của ông nội Luffy. Không giống râu trắng bệnh tật đầy mình, Gap vẫn sở hữu cơ thể dẻo dai, tốc độ đáng kinh ngạc cùng sức mạnh vật lý cực kỳ khủng khiếp. Tất cả đều nhờ công khổ luyện. Bởi họ có một quy tắc nghiêm ngặt khi tập luyện, đó là không được phép sử dụng haki hay năng lực trái quỷ, mà chỉ dùng tay không đấm vào vỏ tàu làm bằng thép. Ngoài cái bao chiến hạm của thầy ông nội vẫn còn một chiếc nữa móp méo y hệt. Brand New bảo đó là vật tập luyện của cựu đô đốc Aokiji, học trò của phó đô đốc Gap. Hai người họ đã tập luyện cùng nhau như vậy suốt vài chục năm, sức mạnh của những vị anh hùng ấy không phải bẩm sinh đã có đâu. Cảm giác của mình khi Brand New nói câu đó gói gọn trong hai từ là ấn tượng. Cả Gap lẫn Cư Gian đều không hẳn là những thiên tài với sức mạnh bẩm sinh, kiểu như Kaido hay là Big Mom, mà trải qua quá trình rèn luyện gian khổ họ mới đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Cứ thử tưởng tượng đấm chay mà đã mạnh như vậy rồi thì khi kết hợp thêm lục thức, haki và trái quỷ vào thì nắm đấm của Gap hay Cư Gian còn đáng sợ tới đâu nữa đây. Lại nói tới đấm, Oda đã xác nhận Akainu đang sở hữu cú đấm mạnh nhất One Piece, xem ra hắn cũng luyện tập cực khổ chẳng kém. Cư Gian được Gap thu nhận, chưa biết thầy của Sakazuki là ai hay hắn tự tập một mình, nhưng chắc chắn Akainu cũng phải trải qua quá trình chui rèn khắc nghiệt. Cú đấm bình thường của hắn cũng đã mạnh lắm rồi, đã vậy còn ăn được Mage Mage no Mi có sát thương cao nhất trong tất cả các trái quỷ, kết hợp lại với nhau tạo ra cú đấm cực kỳ uy lực, có thể xuyên thủng bất cứ mục tiêu nào. Ngoài lề một chút, Zoro cũng không phải kiếm sĩ thiên tài như Kaina hay thiên tài chiến đấu giống Luffy, nhưng cái cách anh tập luyện cũng nghiêm khắc chẳng thua gì Gap hay Aokiji, cho nên anh mới được như ngày hôm nay và sớm muộn gì cũng bắt kịp Mihawk. Brand New cũng gọi Cư Gian là anh hùng giống như Gap, chứng tỏ cựu đô đốc Aokiji từng là con người vô cùng chính nghĩa, tốt bụng, lập được nhiều chiến công vang dội và nhận được sự kính trọng từ đồng đội lẫn cấp dưới. Thật đáng tiếc khi hai vị anh hùng trong mắt Brand New lại đang tàn sát lẫn nhau vì Cư Gian đã đi chạch khỏi con đường mà người thầy díu dắt. Trở lại đảo hải Takachinosu, Sanjuan Wop vừa bị Gap quăng xuống biển,
San Juan Wolf trong mắt người khác, chiến hạm khổng lồ, người khổng lồ lớn nhất thế giới. San Juan Wolf trong mắt Gáp, quả đạn pháo hơi to một tí, ông ném đạn đại bác như ném bowling, tên này kích thước quá khổ, thành ra bay không xa lắm. Thấy ông nội đang chiến đấu với tất cả bọn thuyền trưởng Titanic, chỉ trong chớp mắt một tên trong số chúng đã bị loại khỏi phòng chiến đấu. San Juan Wolf dường như đã bất tỉnh, nằm yên dưới biển chơi với cá, vì hắn ăn trái quỷ, nhưng cơ thể của hắn khi nằm ngửa cũng bằng 2/3 mặt nước. Đúng là chẳng con tàu nào chơi nổi tên này thật. Nhưng cũng có kẻ không biết sợ, hắn là Vasco Short. Anh hùng huyền thoại cái chó gì, túy tiểu lô hỏa. Vasco Short nốc cạn vò rượu rồi phun vào người Gáp. Hắn búng tay đánh lửa và thi triển hỏa thuật như tộc Uchiha. Đúng là không biết tự lượng sức, chỉ đen cho lũ lâu la bên dưới. Gáp tiện tay nhặt ba thằng vừa bị ông hạ lên làm lá chắn. Chúng hứng chọn đòn tấn công của Vasco Short và trở thành ngọn đuốc sống. Sau đó Gáp ném chúng ra khắp thị trấn cảng Rocky. Cụ siêu ông công nghệ khoái trí đặt tên cho chiêu thức mới này là quả bóng lửa hải tặc. Nhìn vẻ mặt của Gáp cho ta một cảm giác ông ấy rất là đáng sợ, đúng như câu nói với A trên đài sư tử: ta chưa bao giờ thương xót lũ hải tặc, nhưng gia đình thì lại khác. Quả thực Gáp ra tay vô cùng tàn bạo với bọn dâu đen, mới tên đuốc sống cố nằm yên giả chết rồi mà giờ nóng quá chạy loạn cao cao, lửa lan sang cả những tên khác và làm thị trấn bốc cháy. Chiếc đầu lâu ở giữa đảo lại phát ra giọng nói: à, nóng quá, dừng lại, lão định phá nát cả cái đảo này hay sao hả Gáp? Kẻ vừa lên tiếng chắc chắn là Avanzo Pizarro. Hắn đã ăn trái Shimashima no Mi và đồng hóa mình với đảo Hachinosu. Năng lực cho phép Pizarro kiểm soát toàn bộ hòn đảo, nhưng thiệt hại xảy ra cũng ảnh hưởng tới bản thể. Bằng chứng là ở Chapter 1080, khi Kobe đưa các nô lệ bỏ trốn, cái đầu lâu cũng nói chuyện: bên trái ngực mình nhột à, méo. Đó là nơi giam giữ bọn nô lệ trước khi bán đi, chúng đang phá ngục hả? Còn ở Chapter 1087, thị trấn bốc cháy cũng khiến Pizarro cảm thấy nóng. Năng lực này tồn tại nhược điểm khá lớn. Nếu có đòn tấn công mạnh lên cả hoàn đảo như kiểu Granomi hay năng lực của Fujitora thì hoàn toàn có thể hạ Pizarro nhanh chóng. Pizarro với bọn Lola lại sợ tít về sẽ giết chúng về căn cứ tan hoang, nhưng chúng còn sợ Gáp hơn. Ngoài khơi, tàu chiến của Gáp đã sẵn sàng nhổ neo. Cư gia cư được ông giao nhiệm vụ đưa những người bị giam giữ và hải quân đang bị thương rút lui trước. Ta có thể thấy Tashigi đang làm ấm cơ thể, dã đông cho Hibari, đồng thời cũng dặn dò làm điều tương tự với những người bị đóng băng khác. Một người mẹ được Kobe giải cứu đang hỏi cậu có ổn hay không, nhưng cư gia cư không biết, cô chỉ báo cáo lại tình hình cho Gáp qua Denemushi. Mọi thứ đã sẵn sàng và họ có thể rời đi bất cứ lúc nào. Tốt lắm, chúng ta mau làm xong việc ở đây rồi rút thôi. Kobe, Cross, Hemepo. Vậy là đã rõ, ngay từ đầu Gap cũng không nghĩ chỉ với ngần ấy người đủ để đánh bại bằng dâu đen, chưa kể Gap còn biết tin tít đang ở Winter Island rồi đấy. Việc ông thừa nhận mình xuống phong độ rồi là sự thật, không phải flex về sức mạnh thời đỉnh cao, đến Gap còn phải rút lui, bảo sao ai nghe đến đảo tổ ong cũng rén. Nhưng Gap cũng không muốn như vậy mà đi, ông phải cho bọn hải tặc này một bài học trước đã, hạ hết bọn chúng xong cụ sẽ dùng nguyệt bộ quay trở lại tàu. Gap đang nắm cổ một tên, Kobe sút bay một tên khác, trong khi Prince Cross tạo ra chiếc chùy gai bằng năng lực đất sét để chiến đấu. Dường như anh chàng không búp được Haki vào nó thì phải. Nhưng cứ hết lớp này đến lớp khác tràn ra như ong vỡ tổ, họ cũng bắt đầu thấm mệt rồi. Đúng lúc này, kẻ rắc rối nhất lại xuất hiện. Gap cũng không ngờ và không mong muốn sẽ gặp cư gian ở đây. Hắn là tên khiến Gap e ngại nhất vì năng lực Hiehenomi của Aokiji có thể đóng băng mặt biển lẫn tàu chiến. Họ không tài nào thoát được. Mình nghĩ Gap cũng mong rằng cư gian cứ nằm yên dưới đó và để ông đưa Kobe đi. Nhưng đời lại chẳng như là mơ. Aokiji đã trôi lên từ hố xanh do Gap tạo ra, miệng còn dỉ máu và người hơi bầm dập một chút. Mà kệ kẻ thù đông ra sao hay mạnh cỡ nào, Prince Cross chỉ muốn ở lại sát cánh cùng Gap để mong nghe được lời công nhận nói ra từ miệng Gap. Vậy mới thấy uy tín của ông nội lớn tới cỡ nào. Gap là lý do khiến rất nhiều thanh niên gia nhập hải quân, trong đó có Cross. Các thành viên Shaw đều muốn học theo chính nghĩa của Gap nên họ mặc kệ cấp bậc hay quyền hạn, trao trả thẻ quân nhân để được làm đúng lý tưởng và chính nghĩa. Nghe Gap gọi Kobe là tương lai của hải quân, Prince Cross vô cùng ghen tị. Anh ta luôn miệng hỏi Gap rằng mình cũng là tương lai của hải quân, đúng không? Nhưng anh ta bị Gap cho uống sinh tố bơ, ông còn bận tập trung vào cư gian. Giờ mà lơ đễnh một chút hắn sẽ đóng băng các trợ thủ của ông ngay. Kobe cũng rất cảnh giác, nhắc nhở mọi người hãy cẩn thận khi đối mặt bọn chỉ huy. Nói thì hay lắm, nhưng lát nữa Charlotte Kobe, con trai thất lạc của Charlotte Lin Lin, sẽ bị cộng đồng mạng tế sống. Ngay đây mấy đứa, chạy hết tốc lực ra bờ biển thì chúng ta sẽ ổn thôi, đừng chết đấy nhá. Quái lạ, họ vừa đang bị bao vây giữa thị trấn, vậy làm cách nào cư gia cư đưa được bao nhiêu người kia lên tàu ra biển nhỉ? Theo mình nghĩ, cụ Gap lại ném tàu rồi. Anh em cứ chờ các phù thủy anime nhà Toei vậy nhá.
Kế hoạch tháo chạy bắt đầu, mọi thứ đáng lẽ ra phải suôn sẻ như cách mà nó sẽ diễn ra, nhưng luôn có một thằng xấu lại còn xa, đã Sida còn xông pha đi hiến máu. Hơn 2 năm trước, dâu trắng bị squad đâm, khó khăn lắm mới cứu được Ace, thì anh lại để Akainu khích tướng, qua lại đánh nhau với hắn suýt báo Luffy mất mạng theo. Giờ mọi thứ diễn ra y chang, quả tạ vàng Kobe thấy một người phụ nữ bị hải tặc dọa giết liền đá Si Nhan. Prince Cross lập tức quát lớn, đồ ngu, là bẫy đấy. Kết quả là Kobe rơi vào trong, cậu ta còn không nhận ra có kẻ đang xông tới đâm mình. Rất may Haki quan sát của Gap vẫn duy trì được đẳng cấp cao, dù không nhìn thấy nhưng ông có thể cảm nhận. Vậy là Haki quan sát khắc chế được người tàng hình. Đáng tiếc rằng Gap không còn đủ Haki để bảo vệ bản thân, trong khi thanh kiếm của Shiryu mưa đang được bao phủ bởi Haki vũ trang rất mạnh, nó đã xuyên thủng bụng Gap khiến ông ho ra máu. Sengoku từng bảo ngay cả dâu trắng cũng không thắng được thời gian, nhưng người bạn già của ông cũng thế. Gap chặn được Shiryu nhưng không biết hắn là kẻ sử dụng kiếm. Hơn nữa, cụ xe ôm công nghệ cũng xài Haki hơi nhiều từ đầu tới giờ, thể lực hao mòn tương đối rồi. Mục đích của Gap là đánh nhanh rút gọn nên ông chấp nhận mạo hiểm, tập trung sức lực vận dụng Haki để tấn công, sẵn sàng giảm lượng Haki khi phòng thủ. Việc Shiryu đâm được Gap cũng chẳng có gì là lạ, Zoro cũng chém được Kaido toác thịt chảy máu dù chưa thức tỉnh Haki Bắc Vương cơ mà. Chỉ là Kaido sẽ hồi phục lại thôi. Nhưng Tứ Hoàng đang ở đỉnh cao, vừa có vảy rồng cứng cáp, vừa có Haki khủng còn bị chém, thì ông lão 78 tuổi bị đâm bởi kẻ có cùng đẳng cấp với Zoro là chuyện bình thường, không có gì để bàn luận ngoại trừ Kobe. Đọc đến đoạn này, nhiều người trong chúng ta không thể ngủ vì cậu ngu không thể tả. Nhưng thường idol thì nói thế thôi, nếu Kobe không tốt bụng, lòng đầy chính nghĩa cứu người như vậy thì Gap đã chẳng yêu quý cậu ta. Trong movie 3D2E, Bean World từng mang cái chết của Ace ra đả kích Luffy. Hắn nói ngươi không đủ mạnh, ngươi chẳng bảo vệ được ai cả. Điều đó không sai, muốn làm anh hùng thì bạn phải mạnh trước đã, nếu không sẽ biến thành anh khùng trong mắt người khác. Kobe muốn cứu giúp người ta, muốn xứng với danh hiệu anh hùng hải quân thì cậu còn phải nỗ lực thêm rất nhiều. Trở lại với diễn biến chapter 1087, Gap vung tay lên giáng một đấm thẳng vào người Shiryu, nhưng mình thấy rất buồn khi nhìn cách ông đấm. Tay của Gap không còn đen nữa, các tia sét cũng biến mất, ở khoảnh khắc đó Gap thực sự suy yếu. May nhờ mấy chục năm đấm chay và tàu chiến nên uy lực vẫn tương đối, đủ để cày nát mặt đất dưới chân và cho Shiryu xịt tương ớt. Nhưng đấm chay không có Haki làm sao hạ được chỉ huy Tứ Hoàng, hắn vẫn cười nhe nhởn vì mình đã đạt được mục đích, ăn một đấm này xem ra lời chán. Giờ Gap mới nhận ra tên Zukun ở Impendao, bọn lính băng dâu đen cũng vậy. Bọn chúng hò reo ăn mừng Gap bị xiên. Kobe liên tục ôm đầu tự trách, cậu khóc lóc xin lỗi thầy mình. Nhưng Gap bảo Kobe chớ có tự phụ, là Shiryu rình rập ông từ đầu rồi, cỡ Kobe chưa đủ tuổi để hắn phải làm như thế. Nhưng Shiryu biết Gap sẽ nhận một kiếm đó của hắn, cơ hội cho bọn chúng kiếm 3 tỷ berry từ Cross Skill đang sáng hơn bao giờ hết. Gap và các đô đốc đều được treo thưởng 3 vương miện, mỗi vương miện tương ứng với 1 tỷ berry. Còn cấp phó đô đốc trở xuống được tính bằng sao, mỗi sao là 100 triệu. Nhưng cỡ bọn tôm tép dù bao vây Gap đông đến mấy cũng bị ông quét sạch hết. Cơ gian phải đích thân ra tay, hắn bọc cánh tay bằng băng, chiêu này có tên là Ice Grove. Một hồi tưởng ngắn nữa diễn ra, lúc này Gap còn rất trẻ, ông thậm chí chưa có dâu. Một thanh niên cao lớn gầy lêu heo tới xin Gap thu nhận làm đệ tử, nhưng nó khiến ông cảm thấy mất tự do nên cụ từ chối. Đuổi cơ gian đi tìm huấn luyện viên của hải quân mà học. Có thể Gap nhắc tới Zephy tay đen, bởi nhân vật này được Oda xác nhận là có thật. Trong One Piece phim Z, cả Aokiji đến Kizaru đều gọi Z là thầy Zephy. Tuy nhiên, Kuzan nói rằng những gì cần học anh đã học hết rồi, chỉ có Gap mới giúp anh ta tiến lên đẳng cấp mới. Nhưng Gap mặc kệ, đuổi Kuzan và tiếp tục luyện tấm tàu. Thế vậy Kuzan cũng học theo, nhưng con tàu Gap dùng đã móp hết, còn Kuzan chỉ như tập dưỡng sinh. Thế vậy Gap bảo nguyên tắc là không sử dụng Haki hay siêu năng lực, không thì gọi gì là tập luyện. Tốt thôi, dù sao thì tôi cũng đâu có dùng được Haki. Vậy là lời Brand New ở đầu chương hoàn toàn chính xác. Lúc mới gặp Gap, Kuzan vẫn rất fan. Đến Haki cơ bản còn chưa biết sai. Sức mạnh của họ không phải bẩm sinh đã có mà nhờ quá trình rèn luyện gian khổ. Lâu dần cú đấm của Kuzan ngày càng mạnh hơn. Âm thanh vang lên ngày một lớn đến khi ngang với Gap. Trình độ của Kuzan tăng tiến tỷ lệ thuận với mức độ thân thiết giữa họ. Một ngày nọ, Gap kể chuyện con trai mình đã trở thành nhà cách mạng chết tiệt. Theo lời kể của Vegapunk, 24 năm trước, tức sau biến cố Ohara, Dragon mới bắt đầu thành lập quân cách mạng, tức là thời điểm anh ta góp mặt trong hạm đội Burstoko, phó đô đốc Kuzan còn chưa biết dùng Haki và chỉ thuần trái quỷ, và Gap cũng đã thu nhận Kuzan được vài năm rồi, sau đó lại tới chuyện thằng cháu nội đòi làm hải tặc, Gap điền tiết tới mức nhậu xỉn rồi tóm cổ Kuzan mà quát, anh ta cũng nổi cáu rằng, đó là chuyện gia đình của ngài mà, liên quan gì tới tôi chứ? Sau này khi đã trở thành Aokiji thì Gap vẫn hay tới rủ học trò trốn việc đi nhậu.
Cơ Gian có lấy chức vụ ra để khước từ thì Gáp bảo cứ trả lại nó cho chính phủ là xong. Có thể nhờ công diêu dắt của Gáp mà Cơ Gian mới leo lên được vị trí đô đốc, nên hắn mới nói mình nợ ông nội Luffy một ân tình lớn. Như Van Augu nhận xét về Ace, một kẻ sở hữu năng lực Logia vốn dĩ sẽ rất yếu nếu bị vô hiệu hóa, nhưng kỹ năng chiến đấu của Ace rất tốt, xứng đáng làm đội trưởng đội 2 băng dấu trắng. Kỹ năng của Cơ Gian thậm chí còn khủng hơn nhờ tập luyện cùng Gáp, không chỉ có võ thuật, hắn còn mạnh luôn cả Haki. Cho nên ở chapter 303, Ngô Lỗ Tinh mới bảo Aokiji mạnh nhất lực lượng chỉ huy. Giờ đây Gáp đang phải đối mặt với con quái vật do mình tạo ra, biết xài trái quỷ không làm gì được Gáp, Cơ Gian búp toàn bộ Haki vào cánh tay để đấm. Gáp cũng thực hiện điều tương tự, ông tung cú móc hàm, thằng nghịch đồ thì đấm thẳng xuống trán thầy, luồng sét đen tỏa ra xung quanh hai người họ. Và ngay khi va chạm, một vụ nổ lớn xảy ra khiến cả Gáp lẫn Cơ Gian đều văng ra. Hiện tượng này thường gặp khi có hai luồng Haki Báo Vương đối chiến. Ban đầu chẳng ai tin Odok sở hữu Haki Báo Vương, nhưng Sengoku có, Gáp có, vậy thì khả năng cao là Aokiji và Akainu cũng có. Nhiều bạn sẽ vào phản đối, nhưng nhìn khung tranh này thì chẳng còn cách lý giải nào thích hợp hơn. Bằng tứ hoàng ít ra cũng phải có người sở hữu Haki Báo Vương chứ. Với lại đây không phải Đại Hải Trình, tân thế giới toàn kẻ mạnh và One Piece đang dần đi về cuối. Nếu Haki Báo Vương cấp cao có sale thì cũng đành phải chấp nhận thôi. Nói chung Aokiji rất mạnh, xứng đáng sở hữu nó. Thấy Gáp bị đấm bay, Tạ Kobe chỉ biết hét, còn Prince Scott lập tức chạy tới bảo vệ ông khỏi đám hải tặc. Phía bờ biển, Hibari đã tỉnh lại và đang tự trách mình trở thành gánh nặng. Cô đâu biết Kobe còn nặng gánh hơn. Kuzaku thì hết sức tin tưởng họ sẽ sớm trở lại vì Gáp đang ở đó với Kobe mà. Alvaro Pizarro chờ mãi mới ló mặt ra, hắn đợi Gáp suy yếu để lao vào vét máng. Pizarro trồi lên từ mặt đất tạo ra hai cánh tay khổng lồ nhờ năng lực Shimashima no Mi. Hắn tuyên bố băng Zoren không chỉ có mình Tít biết thu hút truyền thông. Ngày mai báo chí sẽ đưa tin anh hùng hải quân mang cái đi Gáp tử trận thương tâm ở đảo Hải Tặc dưới tay của đội trưởng đội 4 Alvaro Pizarro. Lúc này anh đại tạ yêu dấu của Hibari mới xuất hiện, liên tục khóc lóc xin Pizarro tha cho Gáp. Ông nội tứ hoàng, địch thủ số 1 của vũ hải tặc mà phải cầu xin kẻ thù tha mạng ư? Kobe thật quá sỉ nhục thầy mình với hành động vừa rồi, thế này cũng đòi trở thành đô đốc ư? Gáp thì vẫn nằm đó, ông bảo Kobe đừng hoảng sợ, chính nghĩa nhất định sẽ thắng. Xem ra thầy ông nội muốn huấn luyện Kobe lần cuối trong trận chiến sinh tử này. Liệu cậu ta có lập công trục tội được hay không đây thì hãy chờ tới chapter 1088 để xem nhé, bởi tuần sau vẫn tiếp tục có chuyện. Vừa rồi mình đã phân tích xong chapter 1087 mới nhất của One Piece. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Nếu thấy video này hay thì đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh Chuyện Tổng Hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.